Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Xe Lang Thang. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cùng với tất cả mọi người về một vấn đề, đó là để đăng ký GrabCar hoặc GrabBike thì chúng ta cần phải cần những thủ tục gì, giấy tờ gì. Thì tôi xin phép chia sẻ cùng với các bạn như sau. GrabCar và GrabBike thủ tục giấy tờ thì hầu như đều là giống nhau, nhưng mà GrabCar thì thủ tục giấy tờ thì nhiều hơn. Thì tôi xin chia sẻ như thế này. Đầu tiên về người thì chúng ta cần chuẩn bị, đó là cái thằng người của chúng ta thôi. Đấy, tôi lấy đồ một chút thôi. Chúng ta cần chuẩn bị đó là sổ khẩu, chứng minh thư nhân dân, lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe. Còn về xe, chúng ta cần chuẩn bị đó là đăng ký, đăng kiểm kinh doanh, bảo hiểm cũng kinh doanh, và chúng ta phải lắp định vị GPS. Chúng ta nên nhớ là phải lắp định vị GPS trước thì chúng ta mới đăng kiểm kinh doanh được. Nếu chúng ta là xe gia đình thì chúng ta phải mang đến trạm đăng kiểm để đăng kiểm lại. Và chúng ta là xe mới tinh mà có nhu cầu chạy grab thì chúng ta cũng cần đến đăng kiểm luôn và để đăng kiểm kinh doanh. Nhưng các bạn lưu ý là khi đến đăng kiểm thì các bạn phải nói với họ là anh ơi chị ơi cho em đăng kiểm kinh doanh, họ mới biết để đăng kiểm kinh doanh cho các bạn. Đấy là những lưu ý về như vậy. Thế thì tôi có những lưu ý thêm như thế này. Về giấy khám sức khỏe thì tôi ở Hà Nội thì tôi đến bệnh viện Tràng An ở ngõ Thông Phong, Đức Thắng. Ở đây khám rất là nhanh mà phí là 150.000. Hoặc sau này các bạn giao nhiệm hợp tác xã thì hợp tác xã có thể làm dịch vụ cho các bạn. Còn về lịch tư pháp thì các bạn ở tỉnh nào, các bạn về sở tư pháp của tỉnh đấy để chúng ta xin lịch tư pháp. Thì cái lệ phí ở đây là 200.000 và trong vòng 15 ngày là các bạn sẽ có kết quả. Còn một số vấn đề như thế này tiếp. Đây là khi chúng ta chuẩn bị tất cả những thứ này rồi thì chúng ta lên văn phòng Grab để đăng ký Grab. Thì trước khi lên văn phòng để đăng ký Grab thì các bạn nên điện thoại trước cho họ. Các bạn ở tỉnh thành nào thì các bạn gọi điện thoại cho Grab ở tỉnh thành đấy. Nếu ở Hà Nội các bạn bấm 0241 7108 7108. Còn các bạn ở tỉnh thành của các bạn, tỉnh thành nào mà có Grab thì các bạn nên gõ Google để biết được chính thức địa chỉ của họ ở đâu, số điện thoại như thế nào để mình liên hệ với họ. Liên hệ cái gì? Thì mình liên hệ trước với họ như này. Mình hỏi họ là anh ơi chị ơi, em muốn đăng ký Grab thì bây giờ còn đăng ký được không? Đăng ký Grab thì đăng ký vào ngày nào? Và thủ tục ra làm sao? Và đăng ký Grab thì có phải đào tạo gì không? Tại sao tôi nói lưu ý vấn đề này? Khi các bạn điện cho họ trước thì họ sẽ hẹn các bạn các ngày trong tuần ấy, thì hầu như Grab ngày nào cũng nhận đăng ký, cũng nhận lấy xe thôi. Nhưng còn vấn đề tiếp là để mà mở tài khoản Grab ấy thì các bạn phải đào tạo. Grab sẽ đào tạo bạn khoảng 2-3 tiếng. Thì các bạn lại đi trước cho họ, họ nói rằng là thứ 2, thứ 4, thứ 6 là bọn em đào tạo Grab. Thì sáng ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trước 8 giờ sáng là các bạn phải đến trước để nộp hồ sơ. Nộp hồ sơ xong thì chúng ta sẽ đào tạo luôn. Đào tạo xong chúng ta có kết quả thì khoảng 7 giờ tối là chúng ta đã có tài khoản để có thể đi làm rồi. Nhưng lưu ý kỹ hơn về vấn đề nộp hồ sơ như thế này. Khi nên nộp hồ sơ ấy, cái người đầu tiên các bạn gặp chắc chắn sẽ bác bảo vệ rồi. Chúng ta hỏi anh lên làm gì đấy, lên đăng ký Grab còn lên làm gì. Thì sau đó thì họ mời anh chị vào phòng. Thế vào phòng sẽ gặp một cái bạn nhân viên Grab, bạn có hỏi là anh đăng ký Grab à? Thì bạn ok thôi. Thì bạn này ấy, cũng chính là bạn sẽ giới thiệu bạn để chạy Grab và cũng là cái bạn mà hỗ trợ bạn sau này. Và bạn sẽ mời bạn vào quầy để chúng ta nộp hồ sơ. Thế thì khi mà vào nộp hồ sơ xong hết rồi ấy, mà đến tối 7 giờ tối mà các bạn chưa có tài khoản ấy, mà bạn đã đào tạo rồi, có kết quả tốt rồi, 7 giờ tối mà chưa tài khoản thì các bạn sẽ thắc mắc với cái bạn mà sáng nay mà các bạn nói với các bạn mà giới thiệu cho các bạn đấy. Hỏi xem là em ơi, anh ơi, chị ơi, mà anh nộp hồ sơ đầy đủ hết rồi và đào tạo có kết quả ok rồi mà tại sao chưa mở tài khoản? Thì bạn ấy sẽ giúp đỡ bạn xem là bạn thiếu cái gì mà chưa có tài khoản. Đấy là những cái điều mà cần lưu ý. Đấy. Và một vấn đề tiếp đó là hợp tác xã thì gia nhập hợp tác xã nào, gia nhập ở đâu, thì chính là cái bạn mà sáng nay các bạn ấy nhận và giúp đỡ bạn nộp hồ sơ các thứ đấy ở trong văn phòng Grab đấy. Các bạn giới thiệu bạn gia nhập hợp tác xã. Gia nhập hợp tác xã để làm gì? Để hợp tác xã đăng ký bạn là thành viên, là xã viên. Để hợp tác xã xin phép sở giao thông vận tải cấp cho bạn một cái tem có tên là xe hợp đồng để chúng ta dán lên kính. Và hợp tác xã cấp cho bạn hai cái logo tròn tròn để chúng ta dán ở dưới cái gương ở hai bên kính cửa, và một cái tem tính mạng con người là trên hết để dán trong xe. Thì tất cả những cái giấy tờ này thì trong khoảng 3 ngày 5 ngày hợp tác xã sẽ cung cấp xong cho bạn. Cái thủ tục và giấy tờ của hợp tác xã mà cấp cho bạn ấy thì cái phí của bạn sẽ là mất 500.000. Còn hàng năm ấy, đầu tiên là mất 500. Còn hàng năm thì Grab thường sẽ thu các bạn là 700.000 và có thể là 800, 1 triệu tùy từng năm sự thay đổi khác nhau. Và cái vấn đề này ấy, mà bạn mà không nộp ấy, nói vui một chút là hợp tác xã họ mách tin Grab mà mình không nộp phí hợp tác xã ấy, là Grab sẽ tạm khóa tài khoản của mình ấy. Đấy, nói vui các bạn một chút thế thôi. Còn về cái định vị GPS ấy thì thường ấy thì bên hợp tác xã sẽ là bên lắp định vị GPS cho bạn luôn, hoặc là hợp tác xã sẽ giới thiệu cho bạn một đơn vị nào đấy lắp định vị GPS cho các bạn. Thì thường thường ấy là họ sẽ về tận nhà lắp cho bạn luôn.
cái phí mình lắp thì có thể dao động từ 1 triệu cho đến 1 triệu rưỡi. Nhưng mình lắp loại thường là khoảng 1 triệu, loại xịn hơn là 1 triệu rưỡi. Nhưng theo mình lắp 1 triệu cũng được, rẻ, vẫn hợp lệ với nhà nước. Và các bạn nhớ phải lắp định vị luôn để mà đi đăng kiểm kinh doanh. Thì khi ấy, các giấy tờ đầy đủ như thế này ấy, lịch tư pháp 15 ngày sau mới có, căn cước xã thì khoảng 3 năm ngày sau mới có, thì Grab sẽ cho các bạn nợ trong vòng khoảng 15 ngày. Trong 15 ngày này, sau 15 ngày này bạn mà thiếu căn cước xã, hoặc là thiếu định vị GPS, hoặc là chúng ta thiếu lịch tư pháp, thì Grab sẽ tạo khóa tài khoản các bạn. Thì khi nào đầy đủ giấy tờ thì Grab lại mở tài khoản ra. Đấy là những cái lưu ý và những cái gì mà mình biết thì mình chia sẻ cho các bạn biết. Nếu các bạn mà thắc mắc cái gì, các bạn thấy khó hiểu ở cái gì thì các bạn cứ comment bình luận ở phía dưới, mình sẽ trả lời các bạn luôn. Nếu video của mình mà hay thì mình xin các bạn một like, hoặc các bạn nhấn đăng ký kênh để mình có động lực để làm ra nhiều video tiếp theo, để các bạn hiểu biết hơn, về rõ hơn về Grab. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Tạm biệt các bạn.